Với Tarot Bánh Quy thì mình là Andy đây. Tarot Bánh Quy như một trạm dừng chân nơi bạn có thể ngồi ăn một chiếc bánh quy, uống một ngụm trà và lắng nghe những câu chuyện nhỏ về self-love, về cuộc sống. Mong bạn luôn ấm và êm như chiếc bánh và chén trà trong hành trình sắp tới. Vui vì đã ghé thăm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái chủ đề đó là cuộc sống của bạn sắp tới có những điểm mới nào. Thì mình cũng không có mặc định về cái trải bài này điểm mới nó sẽ là về công việc, về tình yêu, về tình bạn, về gia đình hay là về sự thay đổi bản thân. Thành ra mình cũng không quan trọng là bạn độc thân hay là có người yêu rồi. Mình chỉ gọi là những cái điểm mới, và mình cũng không có dám nói là những cái điểm mới này nó sẽ tốt hết. Nhưng mà nói chung nó là một cái thông điệp mà kiểu giống như là nói về những cái điểm mới trong cuộc sống của bạn sắp tới thôi. Để mình có tụ 1, tụ 2, tụ 3 không? Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích, mình sẽ để đá vào sau. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Thì trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Thì cuộc sống của bạn sắp tới thì có những điểm mới gì ha? Các bạn có Temperance, các bạn có The High Priestess, và các bạn có The Ten of Cups. Bài của các bạn thì nói thiệt là bài lên rất là đẹp. Nó đẹp về cái nội tâm, nó đẹp về cái tâm hồn, và nó đẹp về cái thế giới quan của mấy bạn. Mình thì mình cảm thấy cái năng lượng này rất là tốt. Nhưng mà nếu mà bạn nào muốn kiểu giống như là thay đổi, thì kiểu giống như công việc sẽ tốt hơn, hay là cải thiện về tài chính hay gì đó, thì nó sẽ không có nằm trong cái này. Mà mình thấy là nếu mà bạn nào đang quan tâm đến một cái sự thay đổi về nhận thức, thay đổi về tâm tính, thay đổi về góc nhìn, hiểu được trái tim của mình nhiều hơn, sống thuận hòa với gia đình hơn, và biết cách yêu thương người khác, có thể một số bạn nó sẽ là tình yêu. Thì cái trải bài này mình nghĩ nó sẽ dành cho các bạn. Đầu tiên á, là cái năng lượng của một cái người mà sắp tới họ sẽ học cách hiểu cái cảm xúc, kiểm soát cái cảm xúc. Nhưng cái chữ kiểm soát này không có nghĩa là dùng cái lý trí để kiểm soát, mà là cân bằng lại cảm xúc. Thành ra mình định dùng chữ cân bằng, nhưng mà temperance thì nhiều người hay dịch nó là cân bằng, hay là điểm cân bằng, hay là làm cho cân bằng. Thì thật ra temperance không có nghĩa là cân bằng, mà là temperance có nghĩa là điều chỉnh, cân chỉnh, làm sao cho mọi thứ trở nên hòa hợp và dung hòa với nhau. Thành ra nó không có bằng. Nó có nghĩa là ví dụ như nước cái ly nước này nó mặn quá, bây giờ mình bỏ đường vô, bỏ nước vô thêm cho nó vừa uống, chứ nó không phải là cho nó bằng ha. Thành ra mình cảm giác ở đây đó là đã dạy bài của bạn nó còn có thêm cái lá the hybrid test, thì nó cho mình một cái cảm giác là cái nhân sinh quan của các bạn, nhưng mà nó thiên về nó hơi thiên về một chút xíu về đức tin nha, nó hơi thiên một chút xíu về đức tin, niềm tin, tín ngưỡng một chút xíu cũng được. Hoặc nếu bỏ qua yếu tố tôn giáo thì đây sẽ là một cái nhận thức, một cái ý thức. Thật ra ý thức thì cũng không đúng, nhưng mà nói chung nó là một cái conscious, cũng không phải là conscious là ý thức, mà nói tiềm thức thì nó lại quá cao siêu. Nói chung là một cái sự thấu hiểu, mà ở đó bạn nhìn vào những cái góc bên trong của bạn. Bạn nhìn vào cái nội tâm của bạn, bạn nhìn vào cái cảm xúc của bạn, tiêu cực hay tích cực gì cũng được. Bạn hiểu ra là, à, bây giờ chỗ này của tôi nè, nó đang có những cái vấn đề. Trái tim của tôi ở chỗ này nó đang thèm thương yêu, tôi đổ yêu thương vào nó. Trái tim chỗ này của tôi nó có những cái vết lõm, những cái vết thương, những cái vết thằn do những cái vấn đề trong cuộc sống, giống như mất cân bằng về công việc, không biết yêu thương bản thân, tình bạn, rồi tình bè gì đó nó hơi xấu. Bạn chấp vá nó lại trong những cái mối quan hệ, trong những cái kết nối với người yêu, với bạn bè, với gia đình, có những cái gì đó nó chưa có được thuận hòa. Bạn sẽ biết cách dung dưỡng là temperance, biết cách
điều chỉnh cũng là temperance, biết cách làm cho nó trở nên hòa hợp hơn cũng là temperance. Nhưng cái cách này nó đi bằng the hybrid test, nó không phải là the magician, nó cũng không phải là một cái lá nào khác, mà nó đi bằng the hybrid test, tức nghĩa là đi bằng sự thấu hiểu. Thí dụ như mình với bạn là gia đình với nhau, thôi gia đình thì hơi hơi kỳ, mình với bạn là người yêu, trước giờ mình với bạn cãi lộn như chó với mèo, thì bây giờ mình với bạn điều chỉnh lại hành vi, điều chỉnh lại cái gọi là cái lời nói, điều chỉnh lại cái thái độ với nhau, nhưng không phải là em sai rồi đó, em phải sửa đi nha. Em miệng em hổn lắm nha. Thì mình sẽ không có nói bạn là mày sai rồi đó, mày như thế này, mày như thế kia, mà mình sẽ cho bạn thấy là bây giờ mình không có nên nói chuyện với nhau như vậy, mà giống như là mình sẽ đối xử với bạn một cách tử tế hơn. Mỗi lần bạn càu nhàu, bạn nói những lời mà nó hỗn láo, hay là bạn cái mỏ bạn nó hỗn, hay là bạn cư xử một cái gì đó không đúng với mình, thay vì mình gắt gỏng với bạn, thay vì mình khó chịu với bạn, mình nhận thức được cái đó là cái nết của bạn, cái tính của bạn, cái con người của bạn nó có những cái sai đó, thì mình sẽ tìm cách mình nhắc khéo bạn, mình sẽ tìm cách mình điều chỉnh bạn lại, nhưng mà bằng một cái ví dụ minh họa, bằng một cái hành động cụ thể của mình, chứ không phải là mình bóp cái mỏ bạn lại mình sửa, không, cũng không phải mình chửi bạn, cũng không phải mình chỉ vô mặt bạn, hay mình nói những cái lời mang tính lời là người ta sống phải trên đời là cái miệng nó không được hổn, hay là em không có nên như vậy. Mình sẽ không có kiểu giống như mình gặt đầu bạn, mình bẻ đầu bạn, mình nói bạn sai, mà mình dùng cái tâm để mình đối với bạn. Thì cái tâm để đối với bạn thì mình chỉ nói được như vậy thôi, còn hành động như thế nào, làm như thế nào thì nó còn cụ thể vô cái người. Nhưng mà mình biết là cái điểm mới trong cuộc sống của bạn là một cái sự thay đổi rất là nhiều về cái tâm tính của bạn. Mình không có cảm thấy bạn còn bập chợp, mình cũng không có cảm thấy bạn nóng nảy. Mình thay vào đó mình cảm giác bạn nhìn câu chuyện nó hai mặt hơn, bạn biết xoay chuyển cái vấn đề, mình cảm thấy bạn biết cách điều chỉnh cái hành vi, cái lời nói, cái tâm tính của bạn. Mình cũng không có cảm thấy là nó bị gọi là kiểu giống như là lung lay, rung lắc nhiều nữa. Mình cảm thấy cái cách mà bạn nhìn cái thế giới quan, bạn mở lòng, bạn đón nhận nó với một cái tâm thế rất là mở ha. Cuối cùng là bạn có lá 10 cốc. Thì hồi nãy mình có nhắc đến một cái phần, đó là điểm mới của bạn có thể là liên quan đến các mối quan hệ gia đình hoặc là tình yêu. Thì cái này mình sẽ dịch hai hướng luôn, tức nghĩa là có thể là trong thời gian tới những cái kết nối liên quan đến bạn bè và gia đình của các bạn nó có sự cải thiện. Bạn sẽ có một cái sự dung hợp, dung hòa nào đó với gia đình của bạn hơn, sẽ có một cái sự thấu hiểu nào đó, hoặc là sẽ tháo gỡ được những cái nút thắt nào đó trong gia đình của các bạn, mà từ đó gia đình của bạn trở nên thuận hòa hơn, êm ấm hơn, hiểu nhau hơn. Không nhất thiết là nó sẽ giải quyết hết tất cả những cái phức tạp, những cái rắc rối, mà nó giải quyết những cái phần, những cái mảng nào đó, mà từ đó chúng ta thay đổi từ từ, chứ không phải là đùng một phát là ngày mai gia đình nó hòa thuận. Mà là thay vì lúc trước bạn với ba mẹ bạn có thể cãi nhau, hoặc là có thể không có nói chuyện với nhau nhiều, hoặc là không có thể hiểu được cái tâm lý, cái vấn đề của nhau, nhưng mà thông qua những cái sự thay đổi trong hành vi, trong lời nói, trong cái nhận thức của bạn, như nãy mình nói, bạn thay đổi được cái tư duy, hành vi, ý thức của ba mẹ bạn, thì từ đó cái gia đình của bạn nó có sự thấu hiểu và đồng cảm và mở lòng với nhau hơn, thì từ đó nó mới dẫn đến cái kết quả là cái gia đình của bạn nó êm ấm hơn, chứ không phải tự nhiên nha. Rồi một cái nữa đó là 10 cấp thứ hai dịch theo kiểu tình yêu á, thì có thể trong thời gian tới một số bạn trong cái câu chuyện tình yêu của bạn nó sẽ có những cái bước ngoặt mới. Những cái bước ngoặt này nó liên quan đến chuyện đó là hai bạn trở nên hòa hợp hơn, gắn kết hơn nếu mà bạn đã có người yêu, còn hoặc là bạn có thể tiến xa hơn trong câu chuyện tình yêu, đó là đặt để cái mối quan hệ này vào một cái quan hệ xa hơn, theo kiểu giống như là có thể đẩy đến hôn nhân, đẩy đến không, hôn nhân thì mình nghĩ là xa lắm rồi, cái này là có một cái sự cam kết với nhau rõ ràng hơn đi, chứ cái bài này không có thể dịch là đám cưới được ha. Rồi nếu mà bạn nào mà chưa có bồ á, thì mình nghĩ là bạn sẽ có cơ hội gặp được một cái đối tượng rất là tiềm năng, rất là tiềm tàng, rất là phù hợp, rất là thu hút bạn. Và mình cảm giác là giống như bạn sẽ có thể xây vào cái cơn mộng, xây vào tình yêu, hoặc là bạn có thể bước vào một cái thế giới tình yêu ha. Chứ gọi là xây vào cơn mộng thì nó hơi ghê. Cái này không phải là mộng nha, cái này là thiệt nha. Điểm mới của bạn trong tình... những cái thay đổi, những cái điểm mới của bạn trong cuộc sống bạn thời gian tới ha. Bạn có 8 gậy, bạn có The Hermit, bạn có King of Cups. Bài của bạn rất là nặng năng lượng nước. Tuy nhiên thì nó cũng luôn đi kèm với những cái lá mà có lý trí ở trong đó. King of Cups là vua của cảm xúc. The Hermit là người sử dụng lý trí, logic, lý luận, lập luận để phân tích vấn đề, để tách bóc. Thì mình hồi nãy mình có nói nhân sinh quan của bạn có sự thay đổi, thì bài này lên lần một lần nữa nó khẳng định lại cái
Thế giới quan của bạn nó sẽ thay đổi trong thời gian tới tương đối nhiều. Tám gậy là những cái thế giới quan tương đối mới. Có thể trước đây bạn không bao giờ nghĩ tới nó, có thể trước đây bạn chưa bao giờ nghe đến nó, hoặc bạn có biết sơ về nó nhưng nó rất là sơ, nó rất là bề mặt, nó rất là gọi là cái lớp thôi, cái lớp vỏ thôi. Nhưng mà bây giờ bạn quyết định là bạn nhập môn, bạn nhập môn, bạn gia nhập, bạn tham gia, bạn đầu tư, bạn mở rộng cái tri thức của bạn ra, bạn đào sâu nó hơn, bạn tích góp nó bằng cách tự tìm hiểu, tự tôi luyện, tự tôi rèn. Từ tám gậy qua The Hermit, bạn làm cái gì nó cũng chắc hơn, vững hơn, an toàn hơn, nhìn mọi thứ sâu sắc hơn. Hồi nãy là đã có The Hybrid Test, là mình đã cảm thấy là nó đã có một cái cảm quan nó tương đối sâu sắc rồi. Nhưng mà bây giờ bạn có The Hermit nữa, tức nghĩa là bạn đi vào bên trong nhưng mà theo một cái góc nhìn nó sâu sắc cả tâm lẫn 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 gọi là ý, tâm và ý luôn. Tại vì mình cảm giác là The Hermit nó sẽ liên thiên về, như mình nói, nó là lý trí, thì cái lý trí nó cũng là một phần, nó giúp cho cái gọi là cái lập luận, cái logic của bạn, cái kiến thức của bạn, cái chiều sâu về, không những là về tâm hồn không, mà là cái chiều sâu về cái sự hiểu biết của bạn. Hồi nãy là chiều sâu về tâm hồn, về cảm xúc, cảm quan, thì bây giờ bạn có The Hermit là chiều sâu về kiến thức, về tri thức, về nhận thức, thì rõ ràng là con người của bạn nó đang nâng cấp, nó đang thay đổi một cái nhân sinh quan như nãy giờ mình nói, nó rất là lớn. Nhưng cái lớn ở đây nó không tới độ mà kiểu giống như là thay đổi con người bạn 100%, mà mình cảm thấy là bạn trở nên có một cái, giống như nếu hồi xưa giờ bạn cái gì bạn cũng cảm thấy mình rất là nông cạn, bạn làm cái gì bạn cũng thấy nó nông nông nông, nó không có tới nơi tới chốn, thì tự nhiên bây giờ bạn trở trở bạn cảm thấy cái tâm tính của mình, cái con người của mình, của mình nó trở nên nó sâu sắc hơn. Bạn làm gì bạn cũng biết nghĩ xa hơn, bạn cũng biết nhìn sâu hơn. Trong công việc, trong cuộc sống của bạn, bạn làm cái gì ai cũng cảm thấy tin tưởng, cũng thấy an toàn, cũng cảm thấy tín nhiệm bạn hết. Cái năng lượng của bạn nó toát ra, nó không có còn cái sự gọi là bợp chợp, gọi là bóp bóp chát. Giống như ví dụ ngày xưa mình với bạn mà không có thuận thuận với nhau thì bạn sẽ cãi, hoặc là bạn sẽ nã đạn vô mình, thì bây giờ bạn sẽ coi coi cái lời nói của mình nó có ý gì, hay là bạn sẽ cảm giác giống như là à, cái này mình nhịn được, mình bỏ qua. À, cái đó người đó nói sai rồi, không cần nói. À, người này không 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 hợp với mình thì thôi bỏ qua. Mình cảm thấy cái năng lượng của bạn nó không có còn cái sự mình ví ví von thôi ha, trẻ trâu đi. Thì bây giờ bạn 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 thành trâu rồi, bạn không có còn trẻ nữa, bạn không còn là con nghé nữa, mà bạn thành con trâu, con bò, mà theo kiểu như nó chín hơn, nó điềm tĩnh hơn, nó không có còn vội vàng thấy màu đỏ là hút nữa, mà nó có một cái sự kiểu giống như cân nhắc coi đối thủ của mình là ai, vấn đề mình phải đối mặt là gì, cái chuyện đó có cần phải làm hay không. Là cái mình thấy điểm mới trong cuộc sống của bạn nữa là bạn có King of Cups. Hồi nãy mình cũng có nói là trong thời gian tới có thể bạn gặp được những cái người, những cái đối tượng cũng như là trong tình cảm hoặc là trong công việc, thì không chắc là King of Cups này là tình yêu hay là công việc hay là cuộc sống hay là bạn bè, nhưng bạn sẽ gặp được một cái gọi là một cái người, mình vẫn cảm giác người này là đối trọng của bạn. Đối trọng là sao? Đối trọng tức nghĩa là bạn sống lý trí thì bạn gặp người tình cảm, bạn là người tình cảm thì bạn gặp người lý trí, nó sẽ là một cái đối trọng của bạn. Bạn bợp chợp thì bạn gặp một cái người rất là điềm tĩnh, bạn điềm tĩnh thì bạn gặp một cái người không phải là bợp chợp mà là khỏi năng động, bạn hướng ngoại thì bạn gặp hướng nội, bạn hướng nội thì bạn gặp hướng ngoại, đó là đối trọng. Thì mình cảm thấy bạn gặp được một cái người là đối trọng của bạn. Người này, bởi vì năng lượng của người này là King of Cups nên cái người này họ sẽ cũng không phải quá mọi gọi là mời mọc, không phải quá gọi là niềm nở, không phải quá gọi là active, tức nghĩa là chủ động với bạn, mà họ sẽ có những cái sự từ tốn, họ sẽ có những cái sự gọi là giống như mưa dầm thấm đất, họ giống như một người thầy, một người bạn, một người hướng dẫn, một người chỉ dẫn, một người sếp, một người đồng nghiệp cũng được, lâu năm hơn, kinh nghiệm hơn. Còn không, tức nghĩa là một cái, nếu không phải lâu năm hơn, kinh nghiệm hơn, là một cái người bạn tri âm tri kỷ, một cái người mà họ đi đi cùng với bạn, tại vì đã có The Hermit rồi, tức nghĩa là nhận thức sinh quan, nhân sinh quan của bạn nó cũng đã có những cái biến chuyển, những cái thay đổi chín mùi, thì bạn gặp được một cái nhân vật nó chín mùi, nhưng mà nó là một cái đối trọng của bạn, giống như là bạn sẽ gặp được một cái người đồng hành, mà ở đó giống như chúng ta có thể nói với nhau những cái câu chuyện với những cái góc nhìn khác nhau, mà giúp cho nhau nhìn cái câu chuyện đó nó sâu sắc hơn, dù nó là tình yêu hay nó là công việc hay nó là cái bạn bè gì đó, thì đảm bảo cái người này nó lúc lúc nào nó cũng giúp cho bạn cảm thấy giống như cái hành trình này mình không một mình vậy đó. Mình nhìn vô hai cái người này mình chỉ cảm giác cái năng lượng nó là hòa quyện ban ngày ban đêm,
đi một mình, đi hai mình, làm điểm tựa cho nhau, có một cái sự cân bằng với nhau. Xin chào các bạn, chương tổ số 2 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì những điểm mới trong cuộc sống của bạn trong thời gian tới ha. Bạn có lá 4 cốc. Bạn có người người đưa tin cốc, ở trong bộ này là gọi là công chúa cốc. Và bạn có vua gậy. Điểm mới trong cuộc sống của bạn trong thời gian tới, mình thấy một cái sự thay đổi. Cái sự thay đổi này á, thì nó sẽ liên quan nhiều đến cái con người, tính cách con người của bạn. Tại vì bạn có hai lá hoàng gia là người đưa tin cốc và kỵ sĩ và vua gậy. Tuy nhiên bài này mình sẽ dịch theo hai hướng luôn. Hướng thứ nhất là bản thân bạn thay đổi thôi. Tức nhất là nếu mà bản thân năng lượng này chỉ là bạn thôi, thì năng lượng của bạn đang có sự thay đổi và chuyển biến. Nó tích cực hơn, nó năng động hơn, nó cởi mở hơn, nó bớt u ám hơn, nó có cái gì đó nó trực quan hơn. Và mình cảm giác có một cái cơ hội, một cái mình không dám dùng từ gọi là một cái gì đó quá may mắn, nhưng mình dùng từ là cơ hội. Nó sẽ là đến với bạn và bạn có thể nắm bắt được nó. Và cái cơ hội này nó giúp cho bạn thay đổi cái cuộc sống của bạn theo một cái nghĩa nào đó nhất định. Mình không biết cơ hội này về công việc hay là về cái gì ha, như là học bổng hay là đi học, đi làm, đi xuất ngoại hay cái gì đó mình không biết. Nhưng mà cái cơ hội này nó sẽ làm cho bạn cảm thấy là cuộc sống của mình nó có một cái sự thay đổi tích cực. Mình chủ động được với công việc này, với cơ hội này. Mình cần thay đổi, mình cần tôi luyện một cái gì đó để mình đạt cái level đó. Tại vì mình cảm giác là sau khi bạn đón nhận cái cơ hội này thì bản thân bạn sẽ hoàn thiện hơn, bạn trở thành King of One. Tức nghĩa là bạn chủ động, bạn linh hoạt, bạn ứng phó được với vấn đề. Và mình thấy bạn xử trí vấn đề một cách proactive hơn. Tức nghĩa là bạn chủ động một cách có sự tính toán, có sự chỉnh chu ở trong đó. Chứ nó không chỉ là một cái sự đương đầu nhào vô xử lý cái vấn đề. Một số bạn thì có thể là liên quan đến tin tức về sự thăng tiến, những cái thay đổi về chức danh, công việc, vị trí hoặc là trách nhiệm trong thời gian tới. Một số bạn thì mình cảm thấy có thể đó là một cái sự thay đổi về cái ngoại hình nha. Tại vì thật ra từ Page of Cup mà lên King Quan, tức nghĩa là bản thân bạn phải sáng hơn, mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn, năng lượng tốt hơn. Có thể bạn thay đổi không những là về ngoại hình đâu, mà bạn còn thay đổi về cái năng lượng, về tâm, không phải tâm hồn mà đại loại giống như là tâm tính. Tâm tính con người của bạn nó cũng có sự thay đổi nữa. Đó là nếu mà về con người của bạn, bạn sẽ thoát ra từ 4 cốc, bạn lên thành vua gậy luôn. Thành ra mình cảm giác, tức nghĩa là bạn sẽ quyết định bỏ lại những cái cũ. Bỏ lại ở đây thì mình sẽ không nói là bạn sẽ thấu hiểu cái cũ đâu nha. Mà mình cảm thấy là bạn quyết định bạn bỏ. Bạn bỏ hơn, đúng hơn là bạn bỏ. Chứ mình không cảm giác là bạn thấu hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vô ba cái lá này, 4 cốc nó không cho mình một cái cảm giác của một sự thấu hiểu. Mình thấy cái người này họ úp cái ly của họ vô cái bông hồng, hoặc là họ tưới nước cho một cái bông hồng. Nhưng mà trên một cái mảnh đất nó rất là khô cằn, và nó không có cỏ, và nó cũng không có nắng, nó cũng không có bất kỳ một cái hình ảnh của sự sống nào hết, ngoài chỉ có cái bông hồng. Cái bông hồng đó nó cho mình một cái cảm giác là một cái sự hy vọng cuối cùng, hoặc là một cái niềm tin cuối cùng, hoặc là một cái gì đó mà bạn bám víu vào. Và nó mang tính chấp niệm cao lắm. Mình cảm giác giống như là đó là một cái gì đó mà bạn không buông được. Có thể là người cũ, tình yêu cũ, công việc cũ, thậm chí là công việc hiện tại, người yêu hiện tại, hay là một cái vấn đề hiện tại nào đó. Bạn bám chấp vào đó, hoặc là con người của bạn ở thời điểm hiện tại. Và bạn biết rằng cái đó không còn phục vụ cho bạn nữa. Giống như người ta gọi là, trong triết học người ta gọi là thay đổi giữa chất và lượng đó. Bây giờ cái chất của bạn nó muốn cái lượng nó bắt đầu nó có vấn đề rồi. Bây giờ cái lượng này tức nghĩa là lượng nước, lượng nhiệt tình, lượng tình cảm bạn đầu tư vô nó không có tác dụng nữa, và nó cần thay đổi cái chất. Chất ở đây tức nghĩa là ví dụ như bây giờ cái tình yêu này nó chết rồi, bây giờ bạn có đổ bao nhiêu tình yêu vô nữa thì cái người đó họ cũng không yêu bạn nữa, thì là vô ích. Thì cái chất ở đây cần thay đổi, tức nghĩa là đôi khi nó cần cái sự kết thúc. Còn nếu giống như trong công việc, bạn làm hoài, bạn làm mãi, bạn làm 20 tiếng một ngày, sếp cũng không đánh giá cao, công việc cũng không thăng tiến. Chất cần thay đổi là gì? Là đi công ty khác, đổi vị trí khác, làm công việc khác, không phải là ở công ty đó nữa. Thì mình cảm thấy là cái chất của bạn nó đang cần thay đổi, bởi vì bạn biết rằng
cái vấn đề trong câu chuyện này không thể giải quyết được nữa. Bốn cốc tức nghĩa là tôi từ chối chấp nhận sự thật, một cái sự thật nào đó mà tôi biết rõ nó là một sự thật nhưng tôi không chấp nhận nó là sự thật. Thì đến thời điểm hiện tại bạn cảm giác giống như là nước uống còn không có mà cứ đem nước tưới cho cái bông hồng đó hoài, tưới hoài tưới hoài tưới hoài trên một cái mảnh đất khô cằn, bông hồng nó cũng không có to lên, cái tình yêu đó cũng không thay đổi, cái người đó cũng không thay đổi, công việc đó cũng không thay đổi, cái gì nó cũng không thay đổi, mình cứ giả giống như giả tràng xe cát biển đông vậy đó. Bạn càng làm bạn càng thấy nó phí hoài năng lượng của bạn, phí hoài tuổi xuân hay là thời gian của bạn. Bạn quyết định là tao bước dậy, tao đứng dậy, tao không tưới cái nước cho cái đó nữa, mà thay giờ đó tao tưới nước cho bản thân, cho công việc, cho tình yêu, thời gian sắp tới gì đó. Bạn thay đổi, bạn trở thành king one. Thì đó là một hướng. Còn nếu mà bài này mình dịch theo kiểu là trong thời gian tới bản thân bạn sẽ có gặp một những cái người mới, năng lượng mới, chẳng hạn như là công chúa cốc, người đưa tin, công chúa cốc và vua gậy, thì có thể là trong tương lai gần bạn sẽ gặp được những cái nhân vật mà họ mang những cái năng lượng tích cực, họ giúp cho bạn thoát ra khỏi cái vòng bế tắc, cái vòng tiêu cực, và nhờ những cái người này họ sẽ kéo bạn ra cái vực thẳm, kéo bạn ra cái thế giới quan mới, họ mở ra những cái cánh cổng mà họ nói là đừng ngồi trong cái hốc lò tó đó nữa, bước ra ngoài đi, bởi vì thế giới bên ngoài này đẹp lắm, vui lắm. Như là công chúa cốc nói rằng và thế giới này rất là nhiều cái mới lạ hay ho, hãy thử thách bản thân đi, thay đổi bản thân đi, vượt qua giới hạn của bản thân đi, là vua gậy. Tại vì mình thấy cái năng lượng của bạn nó sẽ có những cái sự thay đổi tích cực mà là do người khác mang tới chứ không phải là do bạn á, nếu mà là cái công chúa cốc và cái vua gậy đó không phải là đại diện cho năng lượng của bạn ha. Để coi coi còn gì nữa không, sắp tới bạn có ba cốc, bạn có chín tiền và bạn có tám cốc. Những cái thay đổi mới trong cuộc sống của mấy bạn ha, thì đầu tiên á mình muốn hỏi là trong cái bạn, những cái bạn chọn tuổi hai này nè, mấy bạn có hay tính hay có cái tính á, là một á, là cả thèm chóng chán không, cái thứ hai á, là có cái tính là đứng núi này trông núi nọ hay không. Mình sẽ hỏi mấy bạn hai cái câu hỏi đó trước và mấy bạn cứ thành thật trả lời ha. Thì hai câu hỏi này nó sẽ liên quan đến thời gian tới của mấy bạn rất là nhiều. Trong thời gian tới nó sẽ có những cái kết nối, những cái mối quan hệ bước vào và bước ra cuộc đời của mấy bạn mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhân sinh quan của bạn khá là nhiều, đặc biệt liên quan đến chuyện bạn nhìn thấy giá trị của bạn ở đâu, bạn muốn kết giao với ai và bạn muốn xây dựng mối quan hệ với người nào. Tại vì bài này lên á, ba cốc tức nghĩa là trong thời gian tới các mối quan hệ của mấy bạn nó sẽ có những cái sự mở rộng, có những cái sự nới lỏng, có những cái kết nối mà nó mang lại niềm vui, còn vui ít vui nhiều, vui sâu, vui có ý nghĩa hay là vui chơi, vui đùa, bông cợt gì đó thì chưa biết. Nhưng mà chính tiền, cái này chính tiền đúng không, đúng mình chính tiền, thì những cái vui đó đó nó thật sự mang lại giá trị hay không, những cái kết nối này có giúp ích gì cho cuộc đời của bạn hay không, hay nó chỉ làm cho bạn cảm thấy cuộc đời này nó đầy những thứ xô bồ, nó đầy những thứ gọi là tào lao mía lao ha. Tại vì mình cảm thấy ở đây có hai cái năng lượng, một đó đó là nếu mà bạn nào hay kiểu có đứng núi này trong núi nọ, thì mình nói thẳng cái vấn đề không phải ở việc mình đứng núi nào hoặc là mình có được cái núi nào, mà là việc mình cảm thấy mình phù hợp với cái núi nào thì thích thì đúng hơn. Tức nghĩa là mình không biết bạn đang có đứng ở trong công việc này, bạn nhìn công việc khác, bạn đang có những lựa chọn này đối với người này, hay là bạn còn có những lựa chọn đối với người khác, hay là bạn có rõ ràng về tình cảm bạn chưa, bạn muốn chơi với ai, bạn muốn thay đổi điều gì. Mình cần xác định coi là thật sự mình đang ở đâu á. Giống như bạn cảm thấy giống như là công việc của bạn chưa tốt, thì bạn coi lại coi là công việc của bạn chưa tốt là tại bạn, tại công ty, tại năng lực của bạn hay là tại cái gì, rồi mình đầu tư vô, mình thay đổi vô. Thì đó là đứng núi này trông núi nọ đó. Tức nghĩa là mình nói giống như ví dụ như bạn nghĩ là bạn biết là công việc này có vấn đề thì bạn đi tìm công việc mới đúng không? Thì đúng, cái đó thì đúng. Nhưng mà kiểu giống như nếu mà bạn 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 chán công việc này mà bạn đi tìm công việc mới thì đó là đứng núi này trông núi nọ, tại vì bạn không nhận thức được là cái vấn đề ở đây là công việc đó nó có vấn đề là tại bạn, tại công ty, tại sếp, hay là do năng lực của bạn có vấn đề. Bạn có đổi qua công ty khác, công ty có nhận bạn vô mà bây giờ năng lực bạn cũng không có, khả năng của bạn cũng không có, đồng nghiệp bạn cũng không có, bạn làm không được thì đó là tại bạn. Thì mình cảm giác cái việc thay đổi công ty đó không mang lại lợi ích gì cho bạn hết, ngoài cái sự thay đổi, ngoài một cái môi trường mới ba cốc, tức nghĩa là mang lại những kết nối mới, đổi không khí mới, nhưng mà không có được gì hết.
Nói một cách ví von đơn giản dễ hiểu, đi cắt tóc, đi mua đồ, những cái niềm vui đó bạn nghĩ là chia tay người yêu xong mình đi cắt tóc mình sẽ thay đổi con người, mình sẽ đi mua đồ, mình sẽ học tập đồ này nọ đồ vô, mình sẽ thay đổi bản thân hoàn thiện hơn, làm được 3 bữa nửa tháng xong rồi cũng bù lu bù la như cũ. Thì cái những cái niềm vui ngắn hạn đó đó ở trong tâm lý học á, mình không nhớ cái từ nó là cái gì, nhưng mà nó gọi là những cái dopamine mà theo kiểu là ngắn hạn, nó chỉ giúp cho bạn nâng cái mood của bạn lên, nâng cái tâm trạng của bạn lên, nhưng nó không giúp cho bạn thay đổi được cái vấn đề tồn đọng. Giống như ví dụ bạn chia tay người yêu mà bạn vẫn còn lỵ, dù bạn có cắt 10 cái đầu, bạn nhuộm 10 lần, bạn mua 100 bộ quần áo thì rồi bạn cũng sẽ chán. Tại vì vấn đề nằm ở chỗ là bạn vẫn còn nhớ người yêu, cái đó là cái vấn đề đó. Thì trong thời gian tới, những cái thay đổi ở trong bạn á, những cái thay đổi, những cái điểm mới trong cuộc sống của bạn đó là bạn thay, bạn ngưng cái việc tốn thời gian và năng lượng tiền bạc vào những cái gì đó vô ích, vô bổ, bạn không còn tốn vô những cái đó nữa, mà bạn biết là cái đích đến của bạn là ở đây nè. Bạn sẽ bỏ qua những cái thứ rau ria ngoài cùng, bạn sẽ bỏ qua những cái hàm bà lằng gì đó mà bạn cảm thấy nó vô nghĩa với bạn nữa. Thậm chí trong một số trường hợp bạn sẽ cắt đứt rất nhiều mối quan hệ, rời bỏ rất nhiều cái môi trường không phù hợp với bạn. Không phù hợp ở đây mình không nói là tại người ta nha, mình nói ở đây một cách khách quan nhất luôn, tức nghĩa là nếu bạn cái môi trường đó nó không hợp với bạn bởi vì bạn không hợp với nó, chứ không phải là tại bạn, chứ không phải là tại nó nha. Thí dụ như môi trường đó toxic, nó độc hại, đồng nghiệp xấu, sếp xấu, không bàn cái chuyện đó thì không, mình không bàn, rời đi là phải. Nhưng mà bạn cảm thấy bạn không hợp với cái môi trường đó, bạn làm việc không có hiệu suất, bạn yêu cái người đó bạn cảm thấy không hạnh phúc, bạn tại bạn, thì cái chuyện mà bạn thay đổi, bạn đứt kết nối, bạn ngắt kết nối với những người bạn cảm thấy bạn không còn phù hợp nữa, thì đó là một cái quyết định mang tính can đảm. Tại vì ở đây mình thấy chính tiền, cái năng lượng của bạn nó đang hướng tới một cái gì đó mà mình cảm giác giống như bạn, mình cảm giác bạn muốn đi tìm lại cái giá trị thật sự, cái con người thật sự của bạn á, chứ không phải là giống như ví dụ như bạn chơi với những cái người bạn mà họ đi ăn những cái quán ăn ngon, họ mặc những cái trang phục đẹp, họ đi lè thiên hạ, họ đi ăn hiếp người này người kia, và bởi vì bạn tham gia vào cái nhóm đó và bạn nghĩ là mình cũng phải nâng cấp level mình lên, bạn bận những bộ đồ đẹp, bạn đi ăn hiếp những người khác, thì nó cũng chả là giá trị của bạn, trong khi bạn vốn dĩ là một người không có thích bận đồ lè lẹt, không có thích xài sang, không có thích diêm dúa, bạn chỉ thích gọi là có những cái người bạn thật sự chứ không phải là những người bạn danh nghĩa. Thì cái việc mà kết giao với những người đó đúng là nó nâng giá trị của bạn lên thiệt, tại vì bạn chơi với người giàu hay là bạn chơi với người đẹp, bạn chơi với người xinh, nhưng vốn dĩ đó không phải là bạn. Thì cái việc mà bạn cố gắng bạn nâng bạn lên thành chính tiền, nhưng trong khi trong lòng bạn là tám góc, tức nghĩa là yêu thì thấy giống như yêu một người thấy vui, nhưng mà yêu họ vô mình không thấy mình hạnh phúc, nó chỉ vui là có người yêu nhưng mà bạn không cảm giác yêu được trong cái mối quan hệ đó, thì cái việc yêu đó cũng không có giá trị. Cũng giống như việc là bạn bạn muốn thay đổi bản thân bạn, bạn tập gym cho đã, bạn 6 múi, bạn 10 múi, vòng 1, vòng 2, vòng 3 của bạn thiệt là xinh đẹp, nhưng mà bạn không thấy hạnh phúc với cái cơ thể của bạn, bạn không thấy tự tin với nó, bạn thấy không đủ, bạn lúc nào bạn cũng cảm giác cơ thể mình chưa đủ đẹp, cần phải tập thêm, rồi cần phải ăn uống rất là hà khắc, nghiêm khắc, bạn cảm làm cho cái quá trình giảm cân của bạn nó rất là khắc nghiệt. Thì đó không phải là niềm vui của cái việc tập gym hay là việc tập thể dục hay là có một cái cơ thể đẹp, mà cái niềm vui thật sự đó là mình có một cái cơ thể khỏe mạnh, một cái lối sống sinh hoạt tốt đẹp, để mình có một cái năng lượng tốt để duy trì gì đó. Thì mình cảm giác giống như là cái những cái điểm mới trong cái cuộc sống của bạn trong thời gian mới, nó sẽ là một cái cuộc đấu tranh của những cái cần và những cái không cần, những cái cần bỏ đi và những cái cần thay đổi. Mình nói trước, nói thì nghe rất dễ nha, nhưng mà bạn đang sống trong một cái cuộc sống rất là ba góc và chính tiền, tức nghĩa là bạn đang rất rất gọi là rất sung sướng, hoặc là bạn đang rất rất hời hợt á, tức nghĩa là bạn không có nhận ra được cái nào cần và cái nào không cần, cái nào cũng là cái cần hết. Và bây giờ cái vấn đề bạn cần nhận ra đó là cái gì là cái thật sự không cần trong những cái mà bạn luôn luôn nghĩ là cần. Xin chào các bạn, giờ từ số 3 ha, trước khi vô phần giải bài các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì sắp tới cuộc sống của bạn có những điểm mới gì ha? Bạn có 10 gậy. Bạn có The Hierophant. Và bạn có 6 cốc. Mình nhìn cái này thì mình thấy vui. Mình thấy vui, mình thấy khá là vui. Mình cảm thấy nó là một cái sự... mình cảm thấy nó là một cái sự giải phóng,
Nó là một cái niềm vui mà nó đến từ bên trong, nó đến từ cái sự nhận thức, nó đến từ cái sự thấu hiểu và nó đến từ cái tư duy góc nhìn. Thật ra hôm nay bên tụ nào cũng là tư duy góc nhìn thay đổi hết, nhưng mà tụ 1 với tụ 3 là những cái thay đổi nó mang tính giải phóng, làm nhẹ. Thật ra tụ 2 cũng là làm nhẹ, nhưng mà tụ 1 với tụ tụ 3 là năng lượng giải phóng theo kiểu là mở rộng ra. Mở rộng cái tư duy, mở rộng cái quan điểm, cái góc nhìn ra để đón nhận những cái năng lượng mới vào. Tụ 2 là dọn dẹp để có những cái khoảng trống nhét cái đó vào. Dọn dẹp thì khó hơn, tức nghĩa bây giờ mình có một cái nhà rỗng, một cái nhà trống lỏng, mình bỏ đồ vô, mình mua đồ mình sắm thì sướng hơn. Còn tụ 2 là nó cái nhà nó chật rồi, bây giờ nó phải dọn thì nó hơi cực. Thì tụ 3 là các bạn đã hoàn thành cái quá trình dọn dẹp cái nhà đó rồi, bây giờ cái nhà bạn rất sạch, rất trống, tại vì trước đó bạn bị 10 gậy, tức nghĩa là cái nhà bạn rất chật, tức nghĩa là bạn giống như cái giai đoạn sâu của tụ 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 2 á, mà sâu luôn rồi, sâu sau đó rồi, chứ không phải là bạn đang dọn, bạn đã dọn xong rồi, bạn 10 gậy bạn dọn xong rồi. Và bạn có the Hierophant, bạn ý thức được là bây giờ cái nhà của mình đã dọn rất sạch, tâm trí của bạn, cuộc sống của bạn, các kết nối của bạn, bạn đã dọn sạch hết rồi. Và bây giờ bạn nói là mình sẽ cẩn trọng trong cái việc đưa vào cái nhà này những cái gì nên mua vào, bàn ghế gì, mối quan hệ gì, con người gì, thứ gì cần bỏ vào. Và dĩ nhiên trong cái thứ, những cái thứ bạn bỏ vào, bạn đang rất cân nhắc. Mình chưa thấy bạn bỏ cái gì ra, tại vì mình nói cái quá trình 10 gậy của bạn là bạn đã dọn rồi. Dĩ nhiên là dọn này nó vẫn còn nha, chứ không phải nó hết đâu, nhưng mà mình tạm ví von là cái nhà nó trống để cho bạn dễ hình dung cái sự khác nhau giữa các tụ. Thì cái nhà bạn nó vẫn còn những cái gọi là cái rác cố định, hoặc là những cái đồ cố định, giống như như tivi, giường ngủ hay là cái gì đó, bạn vẫn còn những cái kết nối, những cái mối quan hệ cố định. Nhưng mà bạn biết là tôi đã dọn được cái nhà này một phần rồi, bây giờ tôi chuẩn bị tôi đón nhận những cái mới vào. Thì cái điểm mới trong cuộc sống của bạn, mình thấy ở đây là sáu góc và the Hierophant, thì chắc chắn trong thời gian tới sẽ có một cái kết nối mang tính ý nghĩa, mang tính nó có một cái giá trị mà mình không dám dùng cái từ, mình không biết dùng cái từ nào cho nó chính xác, nhưng mà đại loại là một cái người họ đến, họ họ đồng hành, họ hướng dẫn, họ hỗ trợ, họ chỉ dạy, họ học hỏi cùng bạn. Nó vừa là bạn, nó vừa là thầy, chứ nó không phải là thầy nhưng nó cũng không phải là bạn. Mình không biết giải thích cái nhân vật này theo cái kiểu gì, nhưng mà bạn tưởng tượng giống như mình đang nói chuyện với bạn đó, thì mình không muốn dám nhận mình là thầy bạn, mình chỉ dám nhận là một cái người nói những cái câu chuyện nào đó dựa trên trải nghiệm của mình cho bạn hiểu. Còn bạn hiểu được cái gì đó là chuyện của bạn, và mình cũng sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn và mình sẽ học hỏi từ bạn, thì đó là cách mà mình muốn nói trong cái tụ này. Chúng ta vừa là bạn, vừa là thầy của nhau, và chúng ta trao đổi với nhau về kinh nghiệm, về trải nghiệm, về nhận thức, về ý thức, là the Hierophant. Đó là cái đó, đó là cái mà mình muốn nói. Chắc chắn sắp tới bạn sẽ gặp được những cái người có kinh nghiệm sống tốt hơn bạn, những người có học thức học vị cao hơn bạn, những người có tri thức gì đó vững hơn bạn, hoặc đơn giản là họ có những cái trải nghiệm trong cuộc sống này nhiều hơn bạn. The Hierophant đứng với vai trò người thầy, người hướng dẫn, sếp đồng nghiệp cấp trên gì đó, có chuyên môn lĩnh vực nghiệp vụ tốt hơn bạn. Nói chung bạn sẽ gặp được một người đệm đường cho bạn, một cái người mình không dám nói là cầm tay chỉ việc cho bạn, nhưng mà mình có thể nói họ là một người có chuyên môn, có tâm, có đức, có đạo đức, có một cái trí tuệ ở một cái level cao hơn bạn. Cái thứ hai là bạn có sáu góc, thì cái lá này mình dịch theo hai hướng. Một cái người mà mang tới cho bạn những cái động lực, những cái niềm vui, những cái giá trị, những cái kết nối mà không có sự toan tính ở trong đó. Cụ thể như vậy, ví dụ như mình quý bạn, mình giúp đỡ bạn là bởi vì mình quý bạn, chứ không phải bởi vì mình muốn cái gì đó từ bạn. Ví dụ như bạn thích người ta, nếu mà là tình yêu, mình thích bạn thích người ta thì bởi vì bạn có tình cảm với người ta yêu bạn, người ta đối xử tốt với bạn, thì đó bởi vì người ta yêu bạn, là bởi vì bạn là bạn thôi, chứ cũng không phải là bởi vì cái gì. Người ta dành tình cảm cho bạn thì bởi vì người ta có tình cảm với bạn, chứ không phải là bởi vì bạn giàu, bạn đẹp, bạn xinh. Thì ở đây bạn có sáu góc, tức nghĩa là có một người đó, một người nào đó muốn đối xử tốt với bạn, muốn mang cho bạn những cái
tình yêu, những cái tình cảm, những cái sự quan tâm, những cái sự dỗ dành, những cái bươm bướm hồng xanh đỏ ở đây nó đại diện cho những cái cảm giác, những cái sự thay đổi nhỏ thôi. Nhỏ ở đây không phải là nhỏ bé mà là những cái thay đổi nó mang tính từ từ, nhỏ nhỏ, mạnh mạnh đóng góp lại thành một cái gì đó nó to, chứ nó không phải là một cái gì đó mà nó giống như ví dụ như mình quăng cho bạn cục vàng thì nó khác, nhưng mà bây giờ mình quăng cho bạn cái búa để đi đào vàng là nó khác, thì người này sẽ quăng cho bạn cái, nói là ở chỗ đó có vàng đó, tao quăng cho mày cái búa đó mày đào đi, thì nó là kiểu giống vậy đó. Hả, mày cần tao đào chung thì tao đào chung với mày, chứ họ sẽ không có kiểu giống như là nè cục vàng nè ngon chưa, không, người này sẽ không có quăng cho bạn cục vàng, nhưng mà họ họ quăng cho bạn cái búa, họ chỉ cho bạn chỗ có cục vàng. Thì cái năng lượng là Hierophant và sáu cốc là kiểu vậy, là cái mình thấy thứ hai. Cái điểm mới trong cuộc sống của bạn nữa đó là nếu mà bạn nào đang đang độc thân á, thì thực sự khả năng rất cao là bạn sẽ có một cái kết nối mà mình cảm giác là họ, cái người xuất hiện này dù với vai trò là bạn hay là với vai trò là một cái tình cảm mới, một cái tình cảm cũng được, mới hay không không quan trọng, tại vì mình nói mới cái nhiều người sẽ nghĩ là người mới, ở đây không nhất thiết là người mới, cái người này có thể đã xuất hiện trong cuộc đời bạn rồi, tại thiệt sự là 10 gậy rồi, Hierophant và sáu cốc có lẽ là một người đã kết nối với bạn từ trước. Giữa hai bạn có thể sẽ có những cái nhọc nhằn nào đó, nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại hai bạn đã thấu hiểu hơn, chín chắn hơn, trưởng thành hơn, nói chuyện với nhau, kết nối được với nhau và hiểu được cho nhau, thông cảm được cho nhau, ý thức được là cái gì nên dành cho nhau, mang đến những cái giá trị tốt đẹp dành cho nhau, thì đó vẫn là một cái người cũ chứ không phải là người mới. Thì ở đây mình chỉ nói là một cái tình cảm mới, một cái tình cảm mà ở đó hai bạn dành thời gian cho nhau, dành sự quan tâm cho nhau, dành sự yêu thương cho nhau, nếu đó là tình yêu. Còn nếu đó là tình bạn thì là một cái người bạn rất là tốt, rất là đối xử với bạn rất là nhiệt tình, thân ái, mến thương, tình thương, mến thương ha. Còn nếu bạn nào mà đã có người yêu rồi thì thật sự bài này lên, nếu mà thật sự là hai bạn đang có ý định đi xa hơn, đặt để những cái đám cưới, đám hỏi nào đó thì mình nghĩ đó là điều tốt đẹp ha, đó là điều quá tốt rồi. Còn nếu không thì có thể là trong gia đình của mấy bạn mà có những cái người này bị bệnh hoặc có những cái vấn đề gì đó về sức khỏe, thì mình nghĩ thời gian tới trong gia đình bạn sẽ có tin vui về gia đình, về sức khỏe ha. Mình thấy có sự bình an, có những cái gì đó liên quan đến chuyện gọi là cải thiện về sức khỏe. Chúng ta có 10 kiếm, 10 kiếm hồng, 9 kiếm ha. Princess là kỵ sĩ tiền ha. Và Princess of Wands là công chúa gậy. Tự nhiên nhức đầu. Hồi nãy mình có nói với mấy bạn nè, trong cái lá này nè, sáu cốc nè, mình nói là trong thời gian tới sẽ có người đến, dù là với tư cách là thầy, là bạn, là đồng nghiệp, cấp trên, là bạn bè, chị em, tri kỷ hay là người yêu, cái người đến này có vẻ giống như ba cái lá này nó nói về cái vai trò, cái ý nghĩa của cái người đến này với bạn. Cái người đến này sẽ giúp bạn thoát khỏi chính kiến bạn, đặc biệt là những cái bạn nào bị overthinking nè, bị rối loạn, bị overthinking thì mình không biết dịch nó là làm sao, nhưng mà gọi là suy nghĩ quá nhiều đi ha, hoặc là lo âu á, lo âu, rồi những cái người nào hay bị lo lắng, rối loạn lo âu, lo lắng, trầm cảm, có những cái vấn đề về tâm lý, bệnh về tâm lý, chính kiến là hay những cái vấn đề về bệnh tâm lý lắm nha, hoặc là sức khỏe mấy bạn yếu, hoặc là bạn đang gặp đối mặt với những cái vấn đề gì đó liên quan đến trauma trong quá khứ của mấy bạn, những cái trải nghiệm không không vui á. Hoặc một số bạn đang có những cái vướng mắc nào đó trong cuộc sống, thì trong thời gian tới cái cuộc sống của bạn nó sẽ có những cái người sẽ bước vào, mình khá là phân vân ở chỗ này, nhưng mà mình sẽ dịch cái hướng là họ sẽ bước vào và đưa một cái bàn tay để kéo bạn ra. Tại vì mình không muốn cái người nghe họ mang một cái tâm lý là chờ người khác đến cứu, tại vì thiệt sự bài của bạn lên sẽ là không có có cái kiểu mà là chờ người khác đến cứu, tại vì người ở đây là có cái lá công chúa gậy là người sẽ họ 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 sẽ phải tự biết bước ra, còn cái người đến đến chỉ cái tay ra là bởi vì cái thời điểm nó thích hợp, bởi vì bạn bạn phát ra cái tín hiệu là bạn cầu cứu, bạn muốn cứu, chứ không phải là người ta thấy bạn cần cứu nên người ta đến cứu, kiểu nói thì hơi khó hiểu nhưng đại loại là như vậy. Mình mắc kẹt, mình gặp khó khăn, mình có vấn đề, cái miệng của mình phải mở ra, đó là nguyên tắc của mình, và
Và giống như ví dụ như bạn có vấn đề, bạn cũng phải nói cho người ta biết là bạn đang có vấn đề, người ta mới biết được. Chứ bạn đừng có mong đợi là người ta sẽ hiểu được cái vấn đề của bạn, bạn khó khăn ở đâu. Nếu mà bạn nào đi làm lâu năm rồi, sếp của bạn sẽ không bao giờ nhìn vô bạn mà tự biết hết vấn đề của bạn. Họ có công việc của họ phải lo, bạn không biết cái gì, bạn phải hỏi sếp bạn. Còn nếu bạn làm sai, bạn làm đại, bạn làm bừa, bạn làm mà bạn không hỏi, thì tới họ có vấn đề, sếp bạn sẽ, cái câu hỏi đầu tiên mà sếp bạn nói với bạn đó là: tại sao em không hỏi anh ngay từ đầu, tại sao em không hỏi chị ngay từ đầu. Họ sẽ nói với bạn như vậy, chứ họ sẽ không nói với bạn đó là đáng lẽ, hoặc là họ sẽ nói với bạn là đáng lẽ em phải cho chị biết là em chưa biết chỗ đó, em cần chỗ này để chị giúp đỡ. Chứ chị không thể nào ngồi quan sát em 24/24 mà chỉ tay tận giường cho em, kiểu giống vậy. Thì mình cảm thấy cái năng lượng này là cái điểm mới trong thời gian tới của bạn. Bạn sẽ ý thức được, bạn sẽ nhận thức được là à, tôi có vấn đề chỗ này nè, trong đầu tôi nghĩ cái chuyện này nè, tôi đang gặp trầm cảm, tôi đang có khó khăn về công việc, về tình yêu, về tình bạn, anh có thể giúp em không? Sếp có thể giúp em hay không? Gia đình có thể giúp tôi hay không? Cuộc sống này ngoài kia kết nối này có thể giúp tôi hay không? Khi bạn phát cái tín hiệu đó ra thì có một cái kỵ sĩ tiền sẽ đến nói với bạn là à, tôi có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này nè, tôi có thể giúp cô, anh có thể giúp em ở cái mảng này. Hoặc là giống như nếu mà bạn nào đang gặp khó khăn về tài chính, về tiền bạc, thì cũng có thể là có người nào đó đến để hỗ trợ về mặt tài chính, tiền bạc một chút, hoặc là tạo điều kiện công việc cho bạn, hay là giới thiệu việc làm cho bạn. Hoặc là sẽ có một ai đó nói là à, tôi có công việc này, tôi có thể hỗ trợ cô, tôi có thể cho cô cơ hội công việc làm. Còn nếu mà về tình yêu, về tình cảm, thì chắc chắn người này sẽ đến để động viên, để an ủi, để san sẻ, để giúp đỡ, để tạo điều kiện, để hỗ trợ, để bên cạnh, để đồng hành cùng bạn. Bài lên rất tốt. Thành ra dù là dưới góc độ là tình cảm, công việc, tình yêu, bạn bè, cái điểm mà bạn mắc kẹt trong thời gian qua thì sẽ có người đến để gỡ ra cho các bạn ha. Bài lên rất là đẹp. Quan trọng là giống như mình nói, không biết, khó khăn, gặp vấn đề, mở cái miệng ra nói, chứ không ngồi đó nghĩ, tự giải quyết là không có ra nha.